Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục về thêm cho các bác một cái mẫu xe phân khúc hạng B rất là đẹp, màu ghi xám, màu xám lông chuột. Và đây chính là một chiếc Kia Rio sản xuất vào năm 2016, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc. Với những dòng xe nhập này thì nó chạy rất là lành xe, bền bỉ, chạy cực kỳ là sướng. Về công nghệ option bên ngoài thì em này trang bị cụm đèn halogen, và đặc tính của đèn halogen thì nó rất là bền. Có cả giải đèn led định vị ban ngày và đèn gầm cũng là đèn bi. Em này thì xe tư nhân biển Hà Nội nhé. Nếu anh chị em nào ở Hà Nội thì có thể quan tâm đến chiếc xe này. Xe đã được trang bị 4 đa răng đúc đa chấu cực kỳ là cứng cáp, và xe có luôn cả 4 phanh ABS rồi. Đấy. Chống trơn chống trượt, chống bó cứng phanh các thứ, an toàn cho các bác khi mà đi vào những cái cung đường trơn trượt hoặc là đường trời mưa. Lốp lát thì đã thay cho các bác là 4 quả lốp mới nên là em nó còn rất là dày dặn nhé. Lốp lát thì còn cực kỳ là dày dặn. Các bác mua xe về có thể là dùng vài năm nữa, 2-3 năm nữa thoải mái. Ở đằng sau xe thì được trang bị camera lùi đằng sau, giúp cho anh chị em là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn khi mà lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. Em đi sang phần thân bên lái này. Đấy, để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành form dáng sơn zin của chiếc xe này, một cái mẫu sedan phân khúc hạng B dòng Kia. Đấy, form dáng thì cũng rất là đẹp, phục vụ gia đình, trang bị động cơ 1.4 rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Màu của em này thì cũng khá là đẹp nhé. Màu cũng rất là đẹp, màu xám lông chuột đây. Và như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Kia Rio sản xuất vào năm 2016, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với mức giá mong muốn là 405 triệu đồng. Tuy nhiên là giá thì vẫn còn thương lượng, giá thì vẫn còn có bớt cho anh chị em. Nếu mà các bác thiện chí nhiệt tình gọi điện về cho bên em qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng luôn tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận đánh giá chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Và anh chị em nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage thì nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe sau khi review ngoại thất bên ngoài. Đầu tiên thì các bác nhìn 4 quả lốp này. Nhìn quả lốp đây. Đây là quả lốp mà mới tay cho các bác rồi nhá. Đấy, các bác nhìn này. Răng rãnh rất là sâu. Các bác về đi thoải mái nhá. Lốp này về vẫn còn đi thoải mái luôn. Và bên trong nội thất này. Đây. Nội thất thì gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Được chưa? Hàng ghế trước rồi hàng ghế sau. Đẹp nét căng luôn nhá, gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Ok chưa? Đấy, ghế bọc da màu kem các nhá. Tabli tablo thì hai tông màu, các bác nhìn cái tabli cánh đằng trước kìa, tabli cánh đằng sau này nữa. Thấy chưa? Bốn cái như nhau luôn, nó đẹp nét căng. Về công nghệ option thì em này cũng được trang bị khá là nhiều công nghệ hiện đại. Đây là hệ thống gương kính chỉnh điện được trang bị ở cái mặt bằng tabli cánh bên lái. Còn trên vô lăng thì nó có cruise control đi ga tự động, nhàn chân ga khi mà các bác đi trên cao tốc này. Vô lăng thì quá là đẹp đây rồi nhá, vô lăng rất là đẹp, không có hiện tượng là sơn mòn hay là bạc màu ở trên vô lăng. Củ số đây. Đấy, các bác thấy củ số chưa? Củ số quá là nét luôn. Và màn hình giải trí là màn hình giải trí theo xe, ổ đĩa thì là ổ đĩa DVD, và điều hòa thì là hai vùng nóng lạnh. Đây trang bị là chân nỉ nguyên bản theo xe đây. Đấy, đã được căng phủ ni lông rồi, nó bảo vệ cái lớp trần còn rất là mới. Bây giờ thì em sẽ review về mặt chất lượng của xe. Thì các bác nhìn những cái con ốc bản lề trên này. Đấy, ốc bản lề trên đây nhá. Rồi những cái con ốc răng cửa này, nó còn zin đét luôn. Thấy chưa? Đấy, nó còn zin đét luôn. Quay đến phần chỉ. Phần chỉ này. Đây là phần chỉ của cánh trước bên lái anh chị nhá. Phần chỉ trước bên lái này. Zin đét luôn, zin chặt luôn. Đến cái phần ốc bản lề thì
Đây là cái ốc bản lề trên, được chưa? Đây là cái ốc bản lề trên này. Rất là đẹp. Rồi xuống đến phần ốc bản lề dưới. Nó zin đét luôn nhá. Chúng ta cái phần cột giữa bên lái này là ok rồi, chưa có hiện tượng đâm đụng va chạm gì. Bên này thì nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc này. Nhập nguyên chiếc tại Hàn Quốc luôn đấy ạ. Xuống sắt xi không gặp. Tiếp đây thì em sẽ mở luôn phần cốp với cả phần hoạt động luôn luôn. Lát nữa sẽ review luôn cho anh chị em. Xuống phần sắt xi không gầm. Đây cái phần sắt xi không gầm nó chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Nha, rất là chắc chắn. Không hiện tượng là han gì mối mọt hay là vết hàn, vết cắt, mối ghép, mối nối. Đấy. Quá là đẹp rồi. Đấy nhá, rất là đẹp luôn. Được chưa? Xuống phần cánh sau này. Xuống phần cánh sau bên lái thì tiếp tục là những cái phần ốc răng cửa này. Đấy, ốc răng cửa này nhá. Rồi ốc mấy con ốc bản lề này. Đây, con ốc bản lề đây. Nó nhìn rất là đẹp đây nhá. Đấy. Bản lề trên rồi bản lề dưới các thứ này nó. Còn rất là đẹp, thấy chưa? Đấy, ốc răng cửa này. Dính nét luôn, chứ hiện tượng là tác động bên ngoài vào. Xuống phần chỉ này. Đây là chỉ của cánh sau bên lái. Em sẽ cố gắng quay chậm cho các bác để anh chị em nhìn nó được rõ hơn, nhìn được kỹ hơn đấy nhá. Đấy. Và lốp này, lốp sau này. Dài chưa? Rất là dài nhá. Lốp này thì còn đi thoải mái luôn. Bắt đầu ra đằng sau xe. Bởi vì là xe phân khúc hạng B rồi nên là cái cốp xe nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Cốp xe nó sẽ rộng hơn rất là nhiều cho anh chị em đa hồ để đồ đi chơi, đi du lịch các thứ. Và các bác để ý là hai cái bên phần máng nước này. Đây nhá. Form dáng không có hiện tượng lệch lạc với form về dáng. Cái đường cong ở đây này, nhất là cái góc này, ống mép này, đường cong nó rất là mượt. Rất là mượt. Quay lên phần chỉ này. Đây là phần chỉ trong. Chỉ để nữa này. Đây là đoạn góc này, góc lưỡi này nữa. Đấy, nhìn rất là mượt mà luôn nhá. Không có hiện tượng là vấp váp vào đâu cả. Form dáng là không có hiện tượng là lệch lạc về form về dáng. Quay xuống cái phần sắt xi gầm bệ bên dưới. Thì đây là cái phần sắt xi gầm bệ bên dưới này. Nó rất là chắc chắn và cứng cáp luôn nhá, cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp. Không có hiện tượng là han gì hoặc là hàn cắt ghép nối gì ở phần sắt xi khung gầm. Em quay rất là kỹ cho các bác cả sắt xi khung gầm, cả ở bốn bên bên lái đằng sau. Bây giờ em sang bên phụ rồi sẽ vào luôn phần khoang động cơ cho các bác đây. Đấy, quay cực kỳ là kỹ. Rồi bắt đầu xuống đằng sau, cánh đằng sau bên phụ thì đây là cái phần ốc răng cửa. Chưa? Đây chính là cái phần ốc răng cửa nhá. Đấy. Nó đẹp chưa? Nó đẹp rồi, còn rất là bóng nhá. Và quay đến phần chỉ của cánh sau bên phụ này. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ. Nghe phần cánh trước bên phụ. Chặt chẽ luôn. Và phần cột đây, phần cột này các bác nhìn này. Đấy, đây là phần cột bên ông bên phần cột giữa bên phụ nhá. Những cái phần gốc bản lề đây. Trên bản lề dưới, quay hết cả cột kèo rồi. Sắt xi khung gầm quay hết cho các bác luôn. Quay cho các bác nhìn thấy rõ luôn. Rồi xuống phần sắt xi khung gầm ở đằng trước bên phụ. Đây nhá. Đúng hiện tượng han gì các bác nhá.
như là lớp bụi màu thôi, khi chúng ta đi đường thì bụi nó ám vào thôi. Đấy, bụi nhá, còn chassis của nó rất là chắc, không han gì luôn, không hiện tượng hàng cắt ghép nối. Xe nhập thì nó rất là bền rồi, kể cả bản lắp ráp ở Việt Nam thì những cái đời này thì chắc chắn là nó không có hiện tượng là han gì rồi. Bây giờ thì em sẽ vô bên trong. Đấy, bây giờ thì bắt đầu đi vào bên trong phần khoang động cơ cho anh chị em đây. Đấy, thì các bác nhìn những cái con ốc chân máy này, còn zin đét nhá, keo này, được chưa? Phần keo phần máy zin nguyên zin luôn, được chưa? Máy nguyên zin ạ, quá đẹp luôn. Đấy, máy số các thứ đây, số là hộp số là các bác nhìn, đấy, hộp số nguyên zin luôn nhá, số nguyên zin luôn, được chưa? Một số những cái giắc điện nó vẫn còn màu sơn, ví dụ như cái giắc điện này. Nó vẫn còn màu sơn đây, được chưa? Máy zin số zin rồi, thì chuyển sang quay là xem nó có va chạm gì không. Thì các bác nhìn cái ốc cabo này, đấy, đẹp nhất càng nhá, chỉ này, sang phần thân bên lái, đây là phần chỉ, chỉ thấy ốc cabo đây, ra chưa? Ok luôn. Nha. Ok luôn. Được chưa? Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể anh chị em một chiếc Kia Rio sản xuất vào năm 2016, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4, màu xám lông chuột rất là đẹp, máy số zin, cột kéo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với cái mức giá là 405 triệu đồng, vẫn còn thương lượng thêm anh chị em nhé. Các nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp và số điện thoại cũng như Zalo giúp em, hoặc đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.